Tiến sĩ ơi, tôi không hiểu chiếc xe này có thể bay lên trời được mà. Sao ông phải lái nó xuyên qua rừng làm gì chứ? Giờ bị kẹt rồi đó, thấy chưa? Cũng may là chúng ta không bay lên trời đó mô tu à. Nếu không đã bị rơi xuống tan nát luôn rồi đây nè. Hình như là nước đã bị rò rỉ ra từ bộ tản nhiệt. Phải chi có nước thì hay quá. Đi thôi Max Lu ơi, chúng ta sẽ tìm nước về cho tiến sĩ ha. Ôi thần linh ơi, lỡ như có sư tử và báo đốm xuất hiện thì sao đây? Mọi người không nên hy sinh mạng sống của mình chỉ vì muốn lấy được một chút nước như vậy. Không cần lo lắng cho chúng tôi đâu mà, tôi sẽ quay trở lại liền. Khu rừng này cũng đẹp quá ha. Phong cảnh đẹp tuyệt vời á. Cẩn thận với túc túc. Mô Tu, có thấy không? Cái bản ghi cẩn thận với túc túc ám chỉ con vật hay là cái gì vậy ta? Tôi đoán túc túc cũng có thể là một con cuốn ở gần đây. Chúng ta cứ tiếp tục đi, dù nó là con gì thì tôi cũng không sợ đâu. Thần linh ơi, đây là sinh vật gì vậy nè? Không ngờ người khổng lồ là có thật. Chạy mau. Xin anh Ulubulubu tha mạng. Tôi không phải là người xấu đâu. Chúng tôi chỉ vô đây tìm một ít nước thôi à. Là bún banh vậy chứ. Chúng tôi thành thật xin lỗi nếu đã làm gì mạo phạm tới anh. Chúng tôi xin lỗi, xin lỗi. Mô Tu không cần phải năn nỉ với loại người như hắn ta đâu. Can đảm lên, chúng ta không thể nào chịu thua được. Thần linh ơi, Bách Lu anh đừng có giỡn nữa. Nghĩ sao mình có thể chiến thắng một người khổng lồ như vậy được chứ. Làm ơn tỉnh lại đi, làm ơn. Ai nói chúng ta phải chiến đấu với gã khổng lồ này chứ. Vậy đi, bây giờ hãy cùng nhau hét lên thật to nha. Cứu tôi với. Rõ ràng ở bên ngoài có đề một tấm bảng cẩn thận với túc túc rồi mà. Sao hai người còn vô đây? Cảm ơn vì ba ba của người khổng lồ đã xuất hiện. Chúng tôi đâu biết túc túc lại to lớn tới như vậy đâu. Cho tôi hỏi ông là ai vậy hả? Với lại người này là ai? Đây là con trai tôi. Nhưng không may là cơ thể nó yếu đuối từ nhỏ. Vì vậy tôi đã điều chế ra một loại thuốc tăng trưởng giúp những tế bào yếu kém phát triển. Và cuối cùng con tôi trở thành người khổng lồ. Nhưng mà ba ba của Túc Túc ơi, cứu chúng tôi với. Hãy thuyết phục cậu ấy đồng ý thả chúng tôi về đi. Các người không thể rời khỏi đây cho đến khi Túc Túc cảm thấy đã hết hứng thú với trò chơi này rồi. Vậy chỉ cần chơi xong là cậu ta sẽ tha cho chúng tôi về hả? Sau khi chơi đá banh phát chán rồi, nó sẽ bắt đầu quyết định đem hai người làm bữa trưa hay là bữa tối đây. Vì nó đang giảm cân nên mấy ngày nay tạm thời không ăn bữa sáng. Chạy đi. Không
không ngờ người khổng lồ cũng muốn mình tập thể dục cho khỏe mạnh nữa nè. Hào thiên gia xây nhanh xoay nhanh không ngừng. Hoa hồng thiên gia. Ô, làm sao bây giờ? Từ khi đói bụng thì tôi không nghĩ ra được cái gì hết trơn hết trọi đó. Anh giúp tôi đi bắt luôn. Bây giờ có suy nghĩ cũng vô dụng thôi. Tôi sẽ tìm cách gọi điện cho cảnh sát trưởng để cầu cứu. Ô lô, ô lô. Cảnh sát trưởng ơi, làm ơn vào rừng cứu chúng tôi với. Sao hang động này lắc lư quá vậy? Đã vậy còn ẩm ướt và hôi thối nữa. Mới hồi nãy còn thấy đường mà ta. Cảm ơn các vị thần linh đã cứu chúng con, không trở thành bữa trưa của tên khổng lồ quái dị này. Xin cảm ơn người rất nhiều. Xin cảm ơn thần linh. Thần linh ơi, anh vừa chạy vừa cảm ơn thần linh cũng có sao đâu. Chạy đi. Bể đầu tôi rồi đây nè, đau quá đi à. Phải làm sao để ngăn Túc Túc lại bây giờ? Cứ vậy hoài chắc tôi sống không nổi quá. Bách Lu ơi, giờ tôi đói bụng thì không thể nghĩ ra được cái gì hết trơn hết trọi. Anh làm ơn nghĩ cách gì đi mà. Với lại đừng có kêu tôi chạy nữa nha, tôi không thể nhấc chân lên nổi nữa rồi. Ơi sáng kiến. Túc Túc dễ thương ơi, chờ nãy giờ nên tôi buồn ngủ quá à. Hay là chúng ta nằm nghỉ ngơi một chút đi nha. Ôi, tôi nghĩ sáng kiến ngủ trưa của anh có hiệu quả rồi đó Bát Lu à. Nhưng tôi phải ăn cho no rồi mới ngủ được. Để coi ăn bên nào trước đây. Anh nghĩ cho cậu ta ngủ hay là nghĩ cho cậu ta ăn trưa vậy hả Bát Lu? Giờ phải làm sao đây? Thà để cậu ta chơi còn tốt hơn. Lần này bị ăn thiệt rồi đó. Thần linh ơi, xin hãy giúp chúng con. Tên tôi là Jin Gum, cảnh sát trưởng của thị trấn này. Không ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay của Jin Gum này, không một ai hết. Tu ơi, tôi có đem bánh tới cho anh đây nè.
Hắn đào chân cô kìa. Đào quá bà bà. Có chuyện gì? Sao còn khóc vậy? Bà bà, anh ta dám đánh con, đau gần chết luôn bà bà. Ai cho các người đánh con trai tôi chứ? Xuống đây. Tại sao lại đánh nó? Chúng tôi không thể chịu đựng được nữa. Cậu ta đánh đá chúng tôi như là đá banh đá bóng vậy đó. Chưa hết đâu nha, còn ném chúng tôi lên không chỉ một lần đâu, rồi xoay chúng tôi hết vòng này tới vòng khác như là trong trống vậy. Thậm chí hồi nãy cậu ta còn muốn ăn chúng tôi nữa kìa. Hỏi sao mà chúng tôi có thể im lặng được đây chứ? Cái gì cũng phải vừa vừa phải phải thôi. Cậu quá đáng vậy. Tôi không nhịn được đâu. Cậu đã đi qua giới hạn của chúng tôi rồi. Chúng tôi phải dùng lên. Cứ hét to lên, càng to càng tốt. Nhờ tiếng la hét của cậu, con trai tôi đang thu nhỏ lại kìa. Tốt tốt, không được bịt tay lại. Tốt tốt, bỏ tay xuống đây. Thần bà, cứu con với, cứu con. Bà bà ơi, tiếng tay quá. Bà bà ơi. Cảm ơn, cảm ơn nhiều. Các cậu đã làm cho con trai tôi trở lại bình thường rồi. Tạm biệt chú. Khi nào có thời gian mấy chú sẽ quay lại chơi với con ha. Đá banh trong trống phải chơi hết nha. Trò gì cũng chơi hết. Tạm biệt hai cha con.